tục chiên một bốc phốt hồng trà ngô gia cùng quay không gờ. Dạ sửa cho dạ. Trong đường đi. Anh muốn bằng cái giá này. Một giá đầy không? Dạ đúng rồi. Ôi dạ ok. Lố xíu. Rồi. À. Dạ sửa cho trong đường đi mâm 2000. Uống ly này uống mình chỉ là hai người mới hết được á. Một giá rồi làm giá sen. Đấy, để sẽ thôi nhờ. Đây ly nữa hả? Chưa. Nhân viên học việc nhanh. Ok, món cuối cùng sữa dâu tay. Mới cho nên là ở Hồng Dầu Âu Gia người ta sẽ để cái bảng sữa dâu tay đậu hồng là quốc ly này. Đầu tiên thơm nha, ngọt nhẹ, thơm béo. Uống chúng mấy cái mứt dâu mà nó thành đó, để nó càng ngon hơn, nó càng đậm đà hơn. Món tiếp theo là trà sữa chân trâu đường đen. Điểm khác biệt mình thấy ở Hồng Trà Ngô Gia là cái trà rất là thơm. Trà ngon nó sẽ quyết định trà sữa của bạn rất là lớn. Thì ở đây làm tốt được điều đó. Ok, ly tiếp theo là trà xanh hoa nhài. Lần đầu tiên có mặt ở Hồng Trà